Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 24 Định tự tại vương Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Nguyện bất hữu lự Xin Ngài hãy yên tâm Xin Ngài đừng nên lo lắng Ngã đẳng thiên vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng Bồ Tát tham dự Pháp hội rất nhiều Dùng nghìn muôn ức để miêu tả Bồ Tát là Bồ Tát quả vị Tam Hiền Ma Ha Tát là Bồ Tát quả vị Thập Thánh Tam Hiền Thập Thánh Tất năng Thừa Phật uy thần Quảng diễn thị kinh ư diêm phù đề lợi ích chúng sanh Chỗ này chúng ta đặc biệt phải chú ý đến cụm từ diêm phù đề Mười phương Vô lượng vô biên thế giới Đặc biệt nghiêng về Cõi diêm phù đề Bồ Tát định tự tại vương Đại biểu cho Vô lượng đại chúng Bồ Tát Tham dự Pháp hội Ở trước mặt Thế Tôn Tiếp nhận lời dặn dò Của Thích Ca Bâu Ni Phật tất năng thừa phật uy thần câu nói này rất quan trọng chúng ta không được xem qua một cách hời hợt đây là biểu thị cho sự khiêm tốn bồ tát giáo hóa chúng sanh nhất định được phật lực gia trị không phải mình có năng lực làm mà là được phật lực gia trị nói thật ra đây đều là bồ tát đẳng giác họ đương nhiên có thể giảng kinh Có thể thuyết pháp Có thể độ chúng sanh khổ nạn Cách làm như vậy Đều là làm cho chúng ta xem Dạy chúng ta biết khiêm tốn Dạy chúng ta biết lễ kính Gần gũi tánh đức chân thật Quán diễn thị kinh ư diêm phù đề lợi ích chúng sanh Nói thật ra Phạm vi lợi ích của Hoàng Dương Kinh điển Là tận hư không khắp Pháp giới Sao có thể chỉ giới hạn Ở cõi Diêm Phụ Đề chứ Diêm Phụ Đề là chỉ địa cầu của chúng ta ngày nay Vì sao cái phạm vi này lại nhỏ như vậy Nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật lần này Thị hiện tại cõi Diêm Phụ Đề Nói diêm phù đề Chính là nói tận hư không khắp pháp giới Cho nên việc quan tâm yêu thương giúp đỡ Đối với những chúng sanh Cõi diêm phù đề này Là không có khác gì So với quan tâm yêu thương Tất cả chúng sanh Trong mười phương thế giới khác Là rất bình đẳng Ý nghĩa là như vậy Không phải là tâm thiên vị Chỉ yêu thương cõi diêm phù đề này thôi Thế thì sai rồi Nói đến chỗ này cũng giống như Lời Đại sư Thiện Đạo đã nói Là do gặp duyên khác nhau Ngày nay dẫn số của chúng sanh Cõi diêm phù đề rất tốt Duyên rất tốt, gặp được rồi Dứt khoát không phải là Phật Bồ Tát Có tâm thiên vị Nơi này duyên chính mùi Duyên chính mùi thì đến độ trước Giống như Pháp duyên của chúng tôi Cũng là như vậy tôi mấy mươi năm nay có thể nói từ khi mới vừa xuất gia đã yêu thích kinh hoa nghiêm hơn một kinh sách tôi thỉnh đầu tiên chính là kinh hoa nghiêm sớ sao là do một vị lão cư sĩ cúng dường cho tôi vào lúc đó thật không dễ dàng gì giá tiền bộ sách này rất cao Pháp Sư Chí Khai Thỉnh vì một bộ Từ phòng lưu thông kinh Phật Ở Hồng Kông 40 quyển sách Đóng buộc chỉ Hiện nay in nó thành sách Mà mọi người các bạn đều có Bản gốc Là Đóng buộc chỉ gồm 40 quyển Nó đã đến với tôi cũng hơn 30 năm rồi Bản gốc của sách này tôi đã tặng cho hội quỹ giáo dục Phật Đà Cho họ làm bản gốc Lần in này chữ rất rõ ràng In rất tốt Chỉ tiếc là Tôi không có ở Đài Loan Họ đã in thành sách Đóng bìa thường Nếu tôi ở Đài Loan Nhất định sẽ in sách Đóng bìa cứng Thế nhưng như vậy cũng là tốt rồi Có được bản đẹp như vậy Ư ừ, thích hoa nghiêm ưa ừ, thích đọc hoa nghiêm Thích tương lai Có duyên giảng kinh hoa nghiêm Nhưng duyên rốt cuộc Chưa chín mùi Ở Đài Loan đã giảng một thời gian Nhưng cứ bị gián đoạn Là do thường hay Tiếp nhận lời mời của nước ngoài Khi xuất ngoại thì giảng kinh bị gián đoạn Hơn nữa thường xuyên xuất ngoại Cho nên kinh này cứ bị luôn gián đoạn Tôi ở Đài Bắc đã giảng 17 năm Chỉ giảng được một nửa Không ngờ là ở nơi đây Nhân duyên chính mùi Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được nơi nào duyên chính mùi rồi thì chúng ta ở nơi đó phải thật sự làm cho nên phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh tâm của chúng tôi là thanh tịnh bình đẳng ở trên toàn thế giới bất kỳ nơi nào duyên chính mùi rồi chúng tôi cũng đều làm như vậy tuyệt đối là không phải do thích nơi nào đó hơn chúng tôi là bình đẳng từ bi bác ái yêu quý cái nơi này loại nhiệt tâm này cũng giống như đối xử với những nơi khác duyên chưa chín mùi vậy tuyệt đối không có nói là nơi này nhiều hơn nơi kia ít hơn nhất định không có các vị đồng tu các bạn tu học tương lai cũng là như vậy nhất định phải xây dựng trên cái nền tảng thanh tịnh bình đẳng giác để mà diễn rộng đại kinh nói thật ra ngày nay cái thật sự có thể cứu thế gian này chỉ có kinh vô lượng thọ và kinh địa tạng còn duyên của kinh hoa nghiêm vô cùng vô cùng hiếm có rất khó có được chúng ta có thể học tập tương lai phật pháp sẽ hưng thịnh quốc gia hưng thịnh rồi thì phật pháp nhất định sẽ hưng thịnh phật pháp càng hưng thịnh chúng tôi tin cơ duyên sẽ rất nhiều đến lúc đó phải có người tuyên giảng ở nơi đây chúng tôi giảng hoa nghiêm một lần để cung cấp cho các vị làm tham khảo để làm nền tảng các vị tương lai có thể từ trên nền tảng này phát huy rộng rãi thêm lợi ích tất cả chúng sanh Thế Tôn Dặn dò những vị Đại Bồ Tát này Chúng ta phải có dũng khí Ngay đó nhận lấy Chúng ta cũng phải vào Pháp hội Của họ Cũng phải trở thành Một phần tử ở trong Pháp hội Vậy là công đức vô lượng rồi Dứt khoát không nên cho mình là Người ngoài cuộc không có liên quan gì đến Pháp hội Thế thì chúng ta sai rồi Vậy thì công đức lợi ích thù thắng Ở trong đây Bạn không được một phần nào Phải khẳng định mình Là một phần tử Ở trong đại hội Thích Ca Mâu Ni Phật Dặn dò những vị Đại Bồ Tát này Cũng chính là dặn dò ta Ta cũng là một trong các vị Bồ Tát Giống như lời trên Kinh Hoa Nghiêm nói Tuy phiền não chưa đoạn nhưng ta là chúng sanh tâm lượng lớn Vì ta chính là người đương cơ của Hoa Nghiêm Trong hội địa tạng cũng vậy Nếu như chúng ta là phàm phu tâm lượng lớn Thì chúng ta cũng có thể gần gũi với Bồ Tát Mà Hà Tát Cũng có thể Gia nhập đoàn thể của các ngài rồi Định tự tại Vương Bồ Tát Bạch Thế Tôn Dĩ Hiệp trưởng cung kính, tác lễ, nhi thoái. Định tự tại phương Bồ Tát, thỉnh giáo với Thích Ca Bồ Ni Phật. Đến chỗ này là viên mãn rồi. Và cáo lui. Lui về chỗ ngồi của mình. Xin mời xem tiếp kinh văn dưới đây nhĩ thời tứ phương thiên vương câu tùng tòa khởi hiệp trưởng cung kính định tự tại vương thỉnh giáo xong rồi trở về chỗ ngồi thì tiếp đó là tứ đại thiên vương lại đến tứ đại thiên vương họ là một đoàn thể nhỏ từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Chắp tay cung kính thỉnh pháp với Phật. Trước tiên là hết sức cung kính. Mà đối với Phật người Trung Quốc thường gọi tứ phương thiên vương là tứ đại kim cang. giống như đạo tràng cũ hoa sơn vừa bước vào sơn môn liền có điện thiên vương đây là công trình kiến trúc đầu tiên trong đó là cúng dường tứ đại thiên vương ở giữa điện thiên vương cúng dường một bức tượng bồ tát di lặc tạo tượng bồ tát di lặc hiện nay theo thói quen người ta đều tạo theo hình tượng của bố đại hòa thượng bố đại hòa thượng là người triều tống là người khoảng năm đầu triều nam tống trong lịch sử nam tống đã xuất hiện một vị anh hùng dân tộc chính là nhạc phi Hầu hết người Trung Quốc khi nhắc đến Nhạc Phi Mọi người đều biết Bố Đại Hòa Thượng là người cùng thời với Nhạc Phi Ngài xuất hiện ở Phụ Hóa tỉnh Triết Giang Người này rất lạ lùng Cũng chẳng có ai biết tên Ngài là gì Ngài từ đâu đến cũng không ai biết Ngài chỉ đi du hóa ở cái dùng phụng hóa này, dáng người rất mập mạp, mỗi ngày cầm một cái túi giải lớn đi hóa duyên khắp nơi, bất luận người ta cho ngày cái gì, ngày đều bỏ vào trong túi giải rồi giác lên mà đi, cho nên mọi người liền gọi ngài là Bố Đại Hòa Thượng bố đại hòa thượng vì vậy mà trở nên nổi tiếng khi ngài viên tịch liền nói ra thân phận với mọi người là do chính ngài nói ngài là bồ tát di lặng tái lai sau khi nói xong ngài liền đi ngay không bệnh mà đi không phải nói xong mà vẫn không đi Hiện tại có rất nhiều người nói họ là Phật Bồ Tát gì đó tái lai Nói xong lại không đi Bố Đại Hòa Thượng nói xong liền đi ngay Vì sao chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân Nên từ đó về sau Người Trung Quốc tạo hình tượng Bồ Tát Di Lặc Đều tạo theo hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng Bố Đại Hòa Thượng lúc nào cũng tươi cười Thật sự là khiến cho chúng ta thường sanh tâm, quan hỷ Khiến cho chúng ta ai cũng thấy vui vẻ Nên hình tượng đó của Ngài Là vì người diễn thuyết Ngài biểu diễn cho người ta xem Biểu hiện rõ ràng nhất Chính là thường sanh tâm quan hỷ Cho nên có người gọi Ngài là Phật quan hỷ Hình ảnh Ngài Biểu thị là sanh tâm bình đẳng Hiện tướng vui vẻ Tâm bình đẳng nhìn tới đâu vậy? Bất luận người nào cúng dường đồ cho Ngài Không kể sang hèn Thấy điều bình đẳng Đều cho vào trong túi giải Túi giải lớn Bỏ đồ trong đó Là biểu thị bình đẳng Không có phân biệt hiện tướng vui vẻ là hình ảnh của ngài khi gặp người thiện vui vẻ gặp người ác cũng vui vẻ khi gặp việc tốt vui vẻ gặp việc xấu cũng là vui vẻ là thể hiện thanh tịnh bình đẳng cho chúng ta xem ở trong truyện ký có ghi chép một lần nọ có người gặp ngài ở trên đường hỏi ngài tu hành phải làm như thế nào ngài đem túi vải để xuống đất hai tay mở rộng ra chỉ biểu thị như vậy chứ ngài cũng không nói gì người ta thấy cái hình ảnh này liền hiểu đây là gì buông xuống hiểu là buông xuống sau khi buông xuống rồi làm thế nào Ngài lại cầm túi giải lên Giác lên vai rồi đi ngay Không nói một câu nào Sau khi buông xuống rồi thì nhấc lên Và đi thôi Cho nên buông xuống được Thì nhấc lên được Buông xuống là gì? Là buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Nhấc lên là gì? Trên cầu Phật Pháp dưới hóa độ chúng sanh Bồ Tát Di Lặc là dạy chúng ta điều này bên cạnh điện thiên vương cúng dường tứ đại thiên vương ở trong kinh điển tứ đại thiên vương đều có danh hiệu đông phương trì quốc thiên vương trì là bảo vệ trì quốc là bảo vệ đất nước chúng ta ngày nay gọi là yêu nước thương nhà yêu nước yêu quê hương đông phương thiên vương là đại biểu cho ý nghĩa này bảo vệ đất nước phải bắt đầu từ bảo vệ chính mình chúng ta ngày nay gọi là tự ái tự trọng tự ái tự trọng chính là bảo vệ chính mình Bảo vệ được mình Thì bạn mới có thể bảo vệ được nhà Bảo vệ được nhà Thì bạn mới có thể bảo vệ được xã hội Bảo vệ được xã hội Thì bạn mới có thể bảo vệ được quốc gia Bảo vệ được quốc gia Thì bạn mới có thể bảo vệ được thế giới hòa bình Ngài biểu thị cho cái ý nghĩa này Tinh thần của thị hiện Chính là Chịu trách nhiệm Làm tròn trách nhiệm Ngài dạy chúng ta điều này Nếu bạn không chịu trách nhiệm Nếu không thể làm tròn bổn phận của mình Vì cần phải làm trong chức trách của bạn Bạn cũng không chịu đi làm Thì bạn sao có thể bảo vệ đất nước được chứ người nào cũng có thể làm hết trách nhiệm bản thân ta là cương vị công tác nào ta phải làm tốt công việc của mình ta phải chịu trách nhiệm ta phải nghiêm túc nỗ lực làm cho tốt đây chính là bảo vệ đất nước ngài cầm trên tay đạo cụ chúng ta hiện nay gọi là đạo cụ Ngài cầm trên tay là cây đàn tỳ bà Là Pháp tượng trưng Tuyệt đối không phải là vị thiên dương này ưa ừ, thích ca hát Vậy thì bạn nghĩ sai rồi Đàn tỳ bà đại biểu cho trung đạo Nho gia Trung Quốc chúng ta gọi là Trung Dung Đàn tỳ bà là nhạc cụ bằng dây Nếu dây bị trùng Thì nó không kêu Dây căng thì nó bị đứt. Như định phải chỉnh đến vừa đúng thì âm sắc sẽ rất hay. Đây chính là nói với chúng ta. Bất luận là chúng ta đối với người với sự với vật, nhất định phải hành trung đạo, phải làm đến mức vừa đúng tốt, không được dư thừa cũng không được thiếu hụt. Đây gọi là hành trung đạo là giống như chơi đàn vậy chỉnh cái dây đàn này không được quá căng cũng không được trùng chỉnh đến mức vừa đủ tốt là biểu thị cái ý nghĩa này trong nhà nho gọi là đạo trung dung ở trong phật pháp gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa đế nam phương thiên vương gọi là tăng trưởng thiên vương danh hiệu là tăng trưởng ý nghĩa của tăng trưởng là gì là tiến bộ trí huệ của chúng ta phải tăng trưởng đức hạnh của chúng ta phải tăng trưởng đời sống của chúng ta cũng phải nâng cao mức sống mỗi ngày hết thể mọi thứ đều phải cầu tiến bộ bạn mới biết phật pháp nói tinh tấn nghĩa là cầu tiến bộ chứ không có thoái lui có người đã từng nói với tôi phật pháp chúng ta phải theo kịp thời đại nói vậy thì sai rồi mà phải là thời đại phải theo kịp phật pháp phật pháp là lãnh đạo thời đại vậy mới là chính xác nhưng mà ngày nay thì sao Ngày nay Phật Pháp rơi lại phía sau thời đại rồi Thì thành ra thể thống gì nữa chứ Nó giống dĩ là dẫn đầu Hiện nay biến thành cái đuôi rồi Vậy thì quá sức điên đảo rồi Phật Pháp là lãnh đạo thời đại này Chỉ đạo con người Con người chúng ta nếu muốn đạt được hạnh phúc Gia đình đạt được mỹ mãn Sự nghiệp có thể thuận lợi thành công xã hội vui vẻ hòa thuận, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình thì Phật pháp phải ở vị trí lãnh đạo rồi. Có thể dựa theo nguyên lý, nguyên tắc mà Phật pháp nói thì nhất định có thể đạt được mục tiêu này. Chúng ta đừng quên những năm đầu triều Thanh, Khang Hy ung chính, càng long thì trung quốc là một cường quốc đứng đầu thế giới những vị đế dương này dùng cái gì để hướng dẫn để chúng về dùng kinh vô lượng thọ những vị đế dương triều thanh này rất tuyệt vời họ dùng kinh vô lượng thọ để đoàn kết vua tôi trên dưới trong cả nước thành một khối thống nhất nếu như cái phương pháp này của họ được kéo dài mãi xuống thì triều thanh không bị mất nước đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân của mất nước nhưng việc hủy bỏ kinh điển này chúng tôi tin đây là một nhân tố rất lớn người nào hủy bỏ vậy từ hy thái hậu có lẽ từ hy thái hậu nghe những gì trong kinh vô lượng thọ nói đều là lỗi lầm của bà nghe xong thấy không vui nên hủy bỏ nó không đọc nữa điều này có ảnh hưởng không thể nói không có ảnh hưởng thời gian thịnh nhất của triều thanh là dùng phật pháp trị quốc trên dưới đều hòa thuận với nhau đây là điều chúng ta phải hiểu rõ phật pháp vĩnh viễn là đang cầu tiến bộ nho gia cũng là như vậy nho gia dạy học nói một ngày một mới càng ngày càng thêm mới càng ngày càng thêm mới nữa đây cũng là mỗi ngày đang cầu tiến bộ ở trong sáu ba la mật của phật pháp có tinh tấn ba la mật làm gì có rơi lại phía sau người ta chứ Đâu có loại đạo lý này Cho nên Nam Phương Thiên Vương Là đại biểu cho tiến thủ Hăng hái Biểu thị cái ý nghĩa này Trên tay Ngài cầm là thanh kiếm Kiếm đại biểu cho trí huệ Tục ngữ của chúng ta nói Đau bén chặt sắn bìm Là lấy cái ý nghĩa này Không phải Ngài thích múa kiếm không phải vậy là biểu thị cho trí huệ chỉ có trí huệ cao độ mới có thể dẫn dắt tiến bộ chỉ có trí huệ cao độ mới có thể đem lại hạnh phúc mỹ mãn chân thật đây là nam phương thiên vương tây phương thiên vương gọi là quảng mục danh xưng của tiếng phạn cũng dịch là tạp ngữ tây phương thiên vương rất giỏi về ăn nói có thể nói đủ thứ ngôn ngữ khác nhau chúng ta ngày nay nói là thiên tài về ngôn ngữ quảng mục thiên vương phương bắc gọi là đa văn Hai vị thiên vương này là đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho phương pháp Hai vị thiên vương phía trước là đại biểu cho mục tiêu Mục tiêu của chúng ta là phải hộ trì quốc gia Là phải có trí huệ cao độ Hằng ngày cầu tiến bộ Tây phương thiên vương Dạy phương pháp làm thế nào có thể đạt được hai mục tiêu phía trước Bạn phải xem nhiều Học tập nhiều Hiện nay chúng ta gọi là Tham quan Khảo sát Tham quan khảo sát Là Tây Phương Thiên Vương Tiên Phong Ngài dẫn đầu Ngài dạy chúng ta xem nhiều Bắc Phương Thiên Vương dạy chúng ta nghe nhiều quan sát người khác nhiều nghe người khác nhiều từ trong đó rút ra bài học kinh nghiệm bỏ cái dở của người học cái hay của người để kiến tạo quốc gia của mình chẳng phải chúng ta đã trở thành đứng đầu hay sao hiện nay khoa học kỹ thuật tôi nghe nói vcd ở trung quốc chúng ta rất phổ biến ở nước ngoài vừa mới phát minh nên không phổ biến nhưng trung quốc thì phổ biến rồi đạo lý là gì chính là ý nghĩa của thiên vương chúng ta đi sau nhưng về trước chúng ta ngày nay học những thứ khoa học kỹ thuật này nhất định học những thứ tiến bộ nhất không nên học những thứ lỗi thời chúng ta ngày nay muốn sản xuất một chiếc máy bay nhất định phải làm tốt nhất đem những thứ sản phẩm của người khác về khuyết điểm của nó chúng ta lại đem ra cải tiến sản phẩm chúng ta làm còn tốt hơn họ Nhưng đừng không nên làm ra những chiếc máy bay nhỏ Như vừa mới phát minh của hơn 100 năm trước Bắt đầu làm từ đó Thế thì chẳng phải là kẻ ngốc sao Cho nên nhất định là phải từ trên nền tảng Đã thành tựu của người khác Sau đó sửa khuyết điểm của nó Cải tiến Sửa được khuyết điểm của họ Thì chúng ta sẽ càng tiến bộ hơn Còn tiến bộ hơn họ Vì này dạy bạn xem nhiều quán mục là xem nhiều trên tay thiên vương cầm là rồng hoặc là rắn rồng và rắn biểu thị ý nghĩa gì vậy biểu thị biến hóa ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ từng ngày rồng và rắn đều là loài giỏi biến hóa ý nghĩa là nói với bạn xã hội này vô cùng phức tạp biến hóa vô cùng bạn phải quan sát tỉ mỉ ở trong biến hóa, bạn có thể nắm giữ được bất biến thì bạn liền thành tựu. Một tay cầm trái châu, trái châu là bất biến, rồng biết biến hóa, còn trái châu là bất biến. Ở trong vô lượng biến hóa nắm giữ được nguyên lý nguyên tắc bất biến. Đó là điều Tây phương thiên vương dạy chúng ta. Có thể có thiên tài ngôn ngữ Thông thạo các loại ngôn ngữ Thì có thể giao lưu văn hóa Khoa học kỹ thuật Với mỗi quốc gia Mỗi chủng tộc Vậy mới có thể làm được viên mãn Bắc phương thiên vương là nghe nhiều Quảng mục thiên vương dạy cho chúng ta Là hiện tiền Đi tham quan khắp nơi Quan sát Học tập Bắc Phương Thiên Vương là nghe nhiều Là theo chiều dọc Chúng ta thường nói Đọc vạn quyển sách Đi vạn dặm đường Đi vạn dặm đường là theo chiều ngang Đọc vạn quyển sách là theo chiều dọc chúng ta phải rút ra bài học lịch sử phải tiếp nhận kinh nghiệm trí huệ của người xưa dựa trên nền tảng này chúng ta sau đó phát huy rạng rỡ thêm đây là điều mà tứ đại thiên vương dạy chúng ta chúng ta không được xem các ngài là thần linh thông thường thế thì sai rồi tiếp nhận sự giáo huấn chỉ dạy của tứ đại thiên vương trên tay ngài cầm là lọng lọng đại biểu cho ý nghĩa gì phòng ngừa ô nhiễm vào thời xưa ô nhiễm vẫn chưa có gì nghiêm trọng không quá nghiêm trọng nên lọng của ngài được xếp lại hiện nay nếu ta đáp tượng tứ đại thiên vương thì lọng của đa văn thiên vương này ta nhất định phải mở ra hiện tại ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi đó là phòng ngừa ô nhiễm phòng ngừa ở trong xã hội phức tạp như thế này họ biết được ô nhiễm nhất định là không thể tránh khỏi ô nhiễm về tư tưởng ô nhiễm về kiến giải tinh thần tâm lý sinh lý quá sức trầm trọng rồi mấy ngàn năm trước ở trên kinh phật đã đề xướng việc bảo vệ môi trường hiện tại nó là bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường chính là phòng ngừa ô nhiễm cái gì thử nghĩ xem nền giáo dục phật pháp cao siêu biết bao mấy ngàn năm trước phật pháp đã biết vận dụng nghệ thuật để biểu đạt giáo nghĩa rồi vô cùng đáng tiếc thời cận đại thì xem đó là tôn giáo Xem những nghĩa thú của pháp biểu trưng này là thần linh. Chỉ biết thắp hương lễ bái. Cầu nguyện gian sinh. Chứ chẳng có tác dụng gì. Bạn cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Phật Bồ Tát có thật sự phù hộ bạn không? Làm gì có loại đạo lý này? Phật Bồ Tát phù hộ là chỉ dạy bạn. Bạn hiểu rõ rồi, bạn tiếp nhận rồi như vậy mới thực sự được các ngài phù hộ các ngài phù hộ là dạy học chứ không phải gì khác chúng ta không được nghĩ sai về các ngài đây là tứ đại thiên vương ở chỗ này chỉ giới thiệu sơ lừa qua với các gì như vậy thôi chúng ta phải nhận biết được hiểu được họ chúng ta nghe thấy danh hiệu của họ nhìn thấy hình ảnh của họ mới thực sự được lợi ích cho nên chúng ta phải học một tiết học về điện thiên vương như vậy để chúng ta hiểu rõ những đạo lý này biết ở trong đời sống thường ngày mình cần phải làm như thế nào để cho chính mình được hạnh phúc gia đình được mỹ mãn sự nghiệp được thành công xã hội an định phồn dinh Quốc gia giàu mạnh Thiên hạ thái bình Tứ Thiên Vương là dạy chúng ta những đạo lý này Dạy chúng ta phương pháp rất hay Nhất định không phải mê tín. Mời xem kinh văn dưới đây Bệnh Phật Ngôn Trước tiên các ngài kính chào sau khi kính chào liền báo cáo với phật thế tôn địa tạng bồ tát tư cửu viện kiếp lai phát như thị đại nguyện vân hà chí kim do độ vị tuyệt cánh phát quản đại thể ngôn duy nguyện thế tôn vị ngã đẳng thuyết các ngài nêu ra vấn đề này vấn đề này tôi tin là nó cũng là vấn đề chung của tất cả chúng ta bồ tát địa tạng quả thật là không thể nghĩ bạc Cửu viễn kiếp Là không có cách gì tính đếm được Người nào cũng không thể tính ra được Chư Phật như Lai cùng nhau tính cũng không thể tính ra Vì sao vậy? Bởi vì nó là đức năng vốn có trong tự tánh Tự tánh vốn có thì vô thủy vô chung làm gì có thủy chung vô thủy vô chung mới chân thật là nghĩa của từ kiếp lâu xa đến nay phát nguyện lặp lại không gián đoạn đây là dạy chúng ta vì sao vậy phật ở trên kinh nói rất hay Tánh thức của chúng sanh cõi diêm phù đề Là vô định Là rất hay quên Hôm nay phát rồi Buổi sáng phát Đến tối liền quên mất Quên rất nhanh Thậm chí là phát nguyện ngay trước mặt Phật Bồ Tát Sau khi cuối lại ba lại Bước ra khỏi cửa đại điện đã quên mất rồi Đây chính là tánh thức vô định nhưng tham sân si mạng thì không quên được tại vì sao không quên được là phát mỗi ngày phát mỗi giờ cho nên họ không quên được gốc rễ rất chắc bồ tát địa tạng thị hiện cho chúng ta xem làm sao để đem tham sân si chuyển đổi thành ba đức điều này cũng cần phải tăng cường huân tập không ngừng phát nguyện chính là huân tập phát nguyện mỗi ngày sáng tối mỗi ngày đều phát nguyện để hình thành thói quen khởi tâm động niệm là nguyện lực mà không tạo tội nghiệp thêm nữa để đối trị căn bệnh này của chúng sanh cõi diêm phù đề thì đây là một toa thuốc vô cùng có hiệu quả chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này chúng ta phải học bồ tát địa tạng hàng ngày phải phát nguyện mỗi ngày chúng ta phát cái nguyện đó mỗi ngày phát chúng sanh vô biên thể nguyện độ thế thì chẳng phải vừa ra khỏi đại điện liền quên mất sao tại vì sao trở thành tình trạng này vậy do phát ngoài miệng chứ không có cái tâm huân tập phiền não quá lâu rồi đúng là vô lượng kiếp đến nay chúng ta bị phiền não huân tập Hiện tại nghe được Phật Pháp Mặc dù đời quá khứ có túc căng Nhưng không đủ duyên Vẫn là duyên ác nhiều Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài Thấy đều là duyên ác Duyên ác gợi tham sân si mạng lên Không có duyên thiện Để khơi gợi tứ hoàng thể nguyện của bạn ra Cho nên ở trong đời sống cứ thuận theo phiền não Đã quên hết sạch sẽ câu Phiền não vô tận thể nguyện đoạn rồi Học kinh giáo thì lười biến Biến nhát không tinh tấn Cũng quên hết sạch sẽ câu Pháp môn vô lượng thể nguyện học rồi không học cách làm này của Bồ Tát Địa Tạng thì làm sao có thể thành tựu được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới biết được tầm quan trọng của việc không ngừng phát nguyện và ý nghĩa chân thật của không ngừng phát nguyện. tứ thiên vương đã có nghi ngờ có thưa hỏi thì phật nhất định khai thị cho họ mời xem kinh văn phật cáo tứ thiên vương thiện tai thiện tai phật tán thán hai lần phật thuyết pháp từng câu từng chữ đều hàm chứa ý nghĩa sâu xa chữ thiện tai thứ nhất là khen ngợi họ hỏi rất hay câu hỏi lợi lạc hữu tình chữ thiện tai thứ hai họ là thần hộ pháp bảo vệ đời bất luận là người đời có học phật hay không bất luận người đời là người thiện hay là ác là làm thiện hay tạo ác họ đều bảo vệ người ác tạo ác là do họ ngu muội không biết nếu như không được những vị thần hộ pháp này bảo vệ Thì họ đọa là càng khổ hơn Ác báo mà họ thọ Không phải như tình trạng trước mắt này Hay nói cách khác Thần hộ pháp đã giúp họ giảm bớt hình phạt rồi Người thế gian hoàn toàn không biết cũng không biết cảm ơn mà còn quay trở lại nói họ mê tín thế nhưng thần hộ pháp không chê trách vì sao vậy bạn ngu si bạn không hiểu chân tướng sự thật nếu bạn thật sự hiểu chân tướng sự thật thì bạn nhất định sẽ không nói như vậy các ngài biết nếu như đối với thần hộ pháp những người ngu si này phỉ bán ngài làm nhục ngài Tổn thương Ngài Phá hoại hình ảnh của Ngài Làm hại Ngài Ngài đều không trách Nếu như các Ngài chê trách Thì các Ngài là phàm phu rồi Kiến thức bình thường giống như hầu hết người phạm rồi Các Ngài có trí huệ Đều là Bồ Tát thị hiện mà Thị hiện thân thiên vương trên bản kinh nói rất nhiều có rất nhiều phật bồ tát thị hiện thân quỷ thần ở trong cõi quỷ trong cõi địa ngục độ chúng sanh chúng sanh càng khổ não thì phật bồ tát đối với họ càng từ bi càng phải giúp đỡ họ hơn rất có tâm nhẫn nại đợi họ quay đầu đợi họ giác ngộ khi họ chưa có quay đầu chưa có giác ngộ thì tạo đủ thứ tăng thượng duyên cho họ để dẫn dụ họ để dẫn dắt họ bất luận là trực tiếp hay là gián tiếp là rõ ràng hay là âm thầm mới thấy được lòng từ bi chân thật gọi là tâm đại từ bi cho nên ý nghĩa của hai lần khen ngợi này là rất sâu Ngô Kim Vị Nhữ Phật nói hôm nay ta dị các ông nói gì các ông Cập vị lai hiện tại thiên nhân chúng đẳng quản lợi ít cố hôm nay các ông thưa hỏi các ông đến hỏi thì ta nói cho các ông biết, đồng thời cũng vì đại chúng thiên nhân hiện tại và vị lai. Đại chúng thiên nhân vị lai. Hiện tại là hàm chứa tận hư không khắp pháp giới. Chúng sanh lục đạo trong tất cả mọi cõi nước chư Phật đều bao gồm ở trong đó. Không chỉ là thế giới ta mà quãng lợi ích cố nghĩa là lợi ích rộng lớn đây là không phải lợi ích nhỏ là đại lợi ích thuyết địa tạng bồ tát ư ta bà thế giới diêm phù đề nội sanh tử đạo trung từ ai cứu bạc độ thoát nhất thiết tội khổ chúng sanh phương tiện chi sự các ông hỏi thì ta nói cho các ông biết chứ nói thì làm gì có thể nói hết được không thể nói hết chuyện bồ tát địa tạng độ chúng sanh không thể nói hết được phật nói cũng là chỉ nêu ra mấy chuyện đơn giản để nói hy vọng chúng ta từ trong những chuyện này tư duy thật kỹ sau đó có thể thể hội được nguyện lực độ chúng sanh của bồ tát phương tiện thiện, thiện xảo độ chúng sanh của bồ tát thật sự không thể nghĩ bà bạn nghĩ càng nhiều càng rõ ràng càng thấu triệt thì tâm cung kính của bạn đối với bồ tát càng tăng trưởng tâm nguyện noi theo bồ tát càng chân thật bạn không hiểu thì lòng tôn kính của bạn làm sao có thể sanh khởi được là không thể rồi chỉ có thật sự nhận thức được ngài thật sự hiểu ngài thì cái tâm cung kính đó là được sanh ra từ trong nội tâm phàm phu không thể làm được phàm phu nói lời thành thật đứng trước một người ngay cả bề ngoài còn thấy không rõ ràng họ làm sao có thể hiểu được phàm phu thì mắt thường mắt thường thì rất kém cỏi rồi Bồ Tát có thiên nhãn Thế thì cao minh hơn chúng ta rất nhiều Người có thiên nhãn Có thể nhìn thấy được khởi tâm động niệm Phàm phu khởi tâm động niệm Chúng ta không thể nhìn thấy được rồi Giống như những gì có quyền lực thị hiện này Thì thù thắng hơn Các ngài có đầy đủ Ngũ nhãn, thập nhãn đều có đủ các ngài có huệ nhãn, có trí nhãn. Nhìn thấy rõ ràng, thấy được minh bạch. Cho nên tâm cung kính chân thành, liền tự nhiên nảy sinh. Chúng ta học Phật, khế nhập cảnh giới này, người thế gian xem thường, cho rằng chẳng có gì là lạ. Ta không nên so đo với họ. Ai tôn trọng bạn vậy? Chư Phật Như Lai, Bồ Tát, những vị thiện thần này, các ngài cung kính bạn. Các ngài biết rõ. Chân thật bạn có thiện tâm thì cũng không cần đi tuyên dương khắp nơi là tâm của tôi chân như thế nào, thiện như thế nào. Bạn nói như vậy thì người ta nghe thấy đều là giả, ai tin bạn chứ? Ai biết bạn có chủ tâm gì? Phật Bồ Tát biết. thiên long ngụy thần biết người thế gian không biết làm nhục bạn phỉ bán bạn là bình thường không có gì là lạ vì họ là phàm phu mà trên kinh nói họ là người đáng thương làm sao bạn có thể đi so đo với họ chứ bạn so đo với họ thì bạn không có từ bi rồi cho nên chúng ta hiểu được đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật thì mình cần phải chăm chỉ cố gắng thật thà tu học người thế gian khen ngợi bạn cũng tốt phỉ bán cũng tốt đều là giả đều không phải là thật họ khen ngợi bạn họ không có nhìn thấy đức năng chân thật ở trong nội tâm bạn nên lời khen ngợi đó không đáng tin họ phỉ bán bạn họ cũng không có nhìn thấy sự tạo tác trong nội tâm của bạn nên lời phỉ bán đó cũng là giả rồi chư phật như lai like, khen ngợi đó là thật lời khen ngợi đó không giả dối giống như thế tôn ở trên bổn kinh khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng Đó là thật Không giả chút nào Việc Ngài làm là lợi ích rộng lớn Bồ Tát Địa Tạng Ở trong cõi diêm phù đề của thế giới ta bà Đặc biệt là chỉ khu vực này của chúng ta Lấy đây làm điển hình Ngài ở khu vực này sanh tử đạo trung sanh tử đạo chính là lục đạo luân hồi ở trong lục đạo luân hồi của thế giới ta bà tâm ngài dùng là tâm gì việc ngài làm là những việc gì từ ai cứu bạn từ là đại từ bi đây là nói tâm của ngài Từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng Sanh khởi tâm đại từ bi Đại từ bi này gọi là từ bi thanh tịnh Từ bi bình đẳng Cứu bạc là sự nghiệp của Ngài Ngài ở đây làm những việc gì vậy? Ngài đang làm sự nghiệp cứu tế Chúng ta ngày nay nói là sự nghiệp từ thiện phúc lợi Ngài làm việc này Bạc là trừ bỏ tai nạn của tất cả chúng sanh Trừ bỏ đau khổ của tất cả chúng sanh Tâm từ bi là động lực bồ tát dấn thân vào công việc này không có thù lao người thế gian làm việc không vì danh thì cũng vì lợi không cần thù lao không vì lợi cũng không có người nào khen ngợi ngài cũng không có người nào khen thưởng ngài không cần danh phật khen ngợi ngài tại cung trời đau lợi ngoài phật ra có ai khen ngợi ngài đâu tại vì sao không có ai khen ngợi gì? vì tâm của ngài, hạnh của ngài không có ai biết. chư phật như lai biết, chư phật như lai tôn kính, khen ngợi, khen ngợi sự phát tâm của ngài, khen ngợi sự nghiệp của ngài, độ thoát nhất thiết tội khổ chúng sanh, phương tiện chi sự. Đây là nêu ra mấy thí dụ để nói. Ngài làm những việc cứu bạc chúng sanh như thế nào? Hai chữ độ thoát này, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó. Nhà Phật thường nói độ chúng sanh. Người hiện nay rất mơ hồ về chữ độ này. Sao gọi là độ? Dùng cách nói hiện nay để nói là giúp đỡ tất cả chúng sanh quan tâm chúng sanh yêu thương bảo hộ chúng sanh hết lòng hết sức giúp đỡ họ xua tan khó khăn cho họ tất cả chúng sanh chịu tội chịu khổ này đây là thọ báo quả báo từ đâu mà có vậy phải trừ bỏ nhân cái gì phải biết tên quả thì vô phương rồi phải bắt tay làm từ trên nhân tội khổ đều là do nhân ác tạo thành nếu muốn thoát ra khỏi tội khổ thì nhất định phải tu nhân thiện tâm hạnh thiện rồi thì ác đạo tự nhiên liền biến mất Bồ Tát độ chúng sanh Vẫn là dùng dạy học Chúng sanh nghe xong giác ngộ Chịu tiếp nhận, chịu quay đầu Thì họ từ lục đạo bước ra rồi Nếu họ nghe xong sanh nghi ngờ Không chịu tiếp nhận Cho rằng lời nói này không đáng tin cậy Chưa chắc là thật Thế thì vẫn cứ tiếp tục chịu khổ vậy Đến ngày nào tiếp nhận rồi Đến ngày nào hiểu rõ rồi Họ mới có thể thật sự thoát khổ cho nên Bồ Tát Địa Tạng giống như Phật Đà vậy Là dấn thân vào công việc dạy học Thiện nguyện cho xã hội Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này a di đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh Quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến Hương Linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện Hương Linh Nương nhờ Phật lực Tội diệp Phước Sanh Tóc xả Mê Đồ Tảo Trăng Phật Quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật